gì vậy? Không biết nữa. Thôi đang bận, không có giỡn, bữa khác giỡn. Review đi. Đây không phải là review, đây là sự trải nghiệm. Chào mọi người, mình là Vi. Hiện tại trên tay mình đang cầm là em Robo, đồ chơi cực kỳ là dễ thương. Nhìn giống lắm đúng không? Nhưng thật ra đây là em đèn ngủ cảm biến cực kỳ thông minh. Nhưng mà vẻ ngoài của nó nhìn y chang con robot mini thiệt luôn á. Hai cái lỗ tai thỏ cũng te nữa chứ. Màu trắng nhỏ nhắn xinh xắn, tôi thấy đặt đâu cũng đẹp hết trơn á. Sở dĩ mình nói em này thông minh bởi vì là khả năng tự động bật tắt đèn theo ánh sáng của môi trường. Trời tối đèn tự động bật, trời sáng đèn tự động tắt. Em đèn ngủ này khi đặt trên đầu giường sử dụng, mọi người không cần bật tắt đâu. Có bận hay trễ việc hối hả thì đừng sợ quên tắt đèn nha. Tại tự động hết rồi, mọi người yên tâm. Với lại ánh sáng vàng nhẹ nhàng từ em này bảo vệ mắt tốt cho mắt của mình hơn nữa đó. Một điểm cộng nữa là khoảng cách cảm biến của em này nằm trong khoảng 3 mét trở lại khi nhận biết có chuyển động của mình á mọi người. Nhất là khi mọi người đặt em này ở lối đi cầu thang nè, phòng tắm nè, góc kệ tủ nè. Có thêm đế 500 nên mọi người cố định ở đâu cũng được hết, không cần khoan tường nha. Bước lại gần là ánh sáng tự động xuất hiện liền, uy tín luôn. Pin 500mAh, thời gian sử dụng được lâu nữa. Mọi người ơi, đồ ngon nha.